Xin chào 500 anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với story tóm tắt novel Mushoku Tensei trên Anime Wiki. Nối tiếp những diễn biến trong phần trước đó, hiện giờ Rudy cùng Chanoba, Roshi và Kinker đang ở vương quốc Chiron. Sau một đêm ở nhà trọ, sáng nay Rudy và Chanoba vào cung ít kiến Pass. Nhìn thấy Chanoba, lính canh tỏ ra hoài nghi. Họ không nghĩ cậu ta sẽ trở về và không tưởng tượng ra hoàng tử Chanoba lại đi bộ vào hoàng cung. Sau khi xác nhận rồi thì lính gác lập tức chỉnh lại tư thế và mở cổng. Nhìn điều bộ đó, Rudy hiểu rằng ở Chiron, bất kể là ai của hoàng tộc cũng có đặc quyền rất lớn. Sau một giờ chờ đợi, Rudy và Chanoba được vào yết kiến. Có 5 người đang ở đây, không lính canh, không người hầu. Ở trung tâm phòng, Pass đang ngồi trên ngai vàng. Vẻ bên ngoài không thay đổi nhiều, luôn thái độ ngạo mạn. Nhìn kỹ hơn mới thấy hắn có thần thái sắc bén. Ngồi cạnh Pass là một cô gái xinh đẹp, trông như một nữ sinh trung học với chiếc váy trắng, mái tóc xanh nước biển hơi xoăn, đầu đội vương miện, đặc biệt là đôi mắt trông trống rỗng. Đây hẳn là nữ hoàng rồi. Ở bên còn lại của Pass chính là kẻ khiến Rudy phải chú ý. Hắn trông hết sức tầm thường, khoảng 40 tuổi, thể trạng tương đối cường tráng, kiếm treo bên hông, mặc bộ đồ kém nổi bật. Bình thường nếu gặp ngoài đường, người ta sẽ không bao giờ để ý đến hắn. Nhưng cái bộ mặt đó, nó hốc hác với xương gò má lộ rõ ra, bên phải đeo miếng bịt mắt, còn mắt bên trái thì lõm xuống trông rất cô hồn. Tên này giống mấy tên thuyền trưởng đạo tặc trong các bộ phim thời xưa. Hay rồi, hắn chính là tử thần Randolph Marione. Thưa bệ hạ, Chanoba Chiron đã trở về. Để đáp lại lệnh triệu gọi của ngài, tôi đã trở về từ vương quốc ma pháp Saria. Chanoba quỳ một chân xuống cung kính hành lễ. Thấy vậy, Rudy cũng làm theo, không quên nhắm chiếc súng máy phía sau áo choàng của mình vào người của Randolph. Pascal ngạo nhìn từ trên xuống, rút tay ra khỏi mông cô gái kia rồi đưa lên miệng và nói: chẳng phải về quá nhanh sao? Nhóm Rudy đặt chân đến Chiron khoảng một tháng sau khi nhận được lệnh triệu gọi. Bình thường thì phải mất một năm, thế nên tốc độ này là quá nhanh. Điều đó khiến Pass hoài nghi Chanoba đang trốn ở trong nước, giờ mới chui đầu ra để yết kiến. Vì tình hình khẩn cấp, tôi đã cố gắng trở về nhanh nhất có thể. Vì lo quân địch phục kích, nên chúng tôi phải che giấu thân phận để thuận lợi đi tiếp. Nghe vậy, Pass khì mũi tỏ thái độ không quan tâm nữa. Rồi hắn ngồi thẳng lưng lên ghế và chỉ về hướng của Rudy. Vậy, kia là sao? Người này bệ hạ cũng đã biết, đây là Rudius Gratono. Ta không có hỏi tên của hắn, ta đang hỏi sao hắn lại ở đây. Nếu như chiến tranh bùng phát thì sẽ tốt hơn nếu đất nước chúng ta có một vị ma thuật sư hùng mạnh, thế nên tôi đã dẫn người này theo. Ở thế giới này, ma thuật sư đóng vai trò rất quan trọng trong chiến sự. Chỉ với một đòn tấn công dù xa hay gần đều triệt tiêu được số đông quân địch, chưa kể còn khả năng chữa trị và giải độc nữa. Nếu ta là ma thuật sư thánh cấp hay vương cấp thì quốc gia của đất nước đó sẽ chào đón ta nồng nhiệt trong thời chiến. Nhưng Pass thì khác, hắn chỉ cười gian xảo nhìn Chanoba rồi nhìn Rudy. Ồ, vậy ư? Chắc hẳn hắn không phải là một quân cờ người mang theo để giết ta đâu nhỉ? Nghe đến đó, ngoại trừ tử thần thì hai kẻ đang đứng bên cạnh Pass đồng thời tỏa ra sát khí. Chúng chính là kỵ sĩ từ vương quốc Vương Long. Có 10 tên nhưng hiện tại chỉ có 3 tên đứng đây. Rudy tự hỏi, thế 7 tên kia ở đâu nhỉ? Mà kệ đi, chúng nhìn chả có gì gọi là mạnh cả. Không đời nào, tôi không có chút ý định báo thù nào hết. Ồ, người chấp nhận việc ta xoán ngôi sao? Đúng vậy, dù sao vốn dĩ tôi chưa từng tuyên thệ tận trung với tiền vương. Thế vậy, ngươi không có ý định tuyên thệ tận trung với ta nhỉ? Nghe đến đây, Chanoba không đáp lại. Pasky cười như thể đang rất thích thú. Cơ mà hình như hắn cũng chẳng quan tâm Chanoba có muốn tạo phản hay không nữa. Mà thôi kệ, Hoàng Huynh, à không, Chanoba, ngươi nghĩ thế nào thì nghĩ, ta không quan tâm. Sau đó hắn bắt đầu khoe với những kỵ sĩ đang ở phòng yết kiến. Rudy chỉ chú ý đến tử thân, người đang ngáp dài ngáp ngắn khi nghe lời giới thiệu. Đặc biệt, cái tên này rất là lợi hại đó. Đứng thứ 5 trong thất đại liệt cương, chính là tử thần Randolph Marione. Nghe nhắc đến tên mình, tử thần dùng người một cái rồi khó chịu bước lên phía trước. Như vừa được giới thiệu, ta là Randolph Marione, sinh ra ở Đại Lục Ma, là con lai giữa tộc loài người, tộc tai dài, ma tộc bất tử và một vài tộc khác nữa. Nghề nghiệp là kỵ sĩ thuộc binh đoàn Hắc Long Kỵ Sĩ, dưới trướng của đại tướng quân Gargantus. Công việc chủ yếu của ta là giết người, giết bất kể ai. Ta không thuộc trường phái nào hết, nhưng kiếm phái Bắc Thần và Thủy Thần thì có biết sơ. Mặc dù ta thường hay bị hiểu lầm là tên sát nhân điên cuồng vì mang danh tử thân, nhưng không phải vậy đâu nha. Ta thực ra là một người rất nhân hậu với sở thích nấu nướng. Về sau, mong được làm quen thêm. Nói giống như là hắn đã học thuộc. Nói xong, Randolph nhe răng cười và lui về phía sau, kiểu như đã làm xong phận sự. Lúc này Pass tự hào nói rằng, Randolph đã một mình tiêu diệt gần hết các thế lực đối đầu trong cuộc đảo chính. Nghe vậy Rudy cũng bất ngờ, thất đại liệt dương có khác, dù đã yếu đi nhưng vẫn còn bá đạo chán. Thế nào, Chanoba, ngươi muốn thử xem cái tên ngươi mang theo có mạnh hơn hắn không? Ồ, có vụ này nữa à? Chẳng lẽ Pass thực sự là tông đồ của Hitogami? Hắn muốn mượn trận giao hữu để nhanh chóng thủ tiêu Rudy. Chanoba toát mồ hôi lạnh nói, ngài đừng đùa vậy chứ. Trong cuộc chiến sắp tới với quân phương Bắc, ngài sẽ không muốn mất quân cờ hữu dụng như người này. Pass trông rất thích thú. Hắn thuộc kiểu người tìm niềm vui bằng cách quan sát người khác ở đường cung, phấn khích khi theo dõi họ luống cuống sửa lỗi như thế nào.
Rudy nhìn về phía Randolph, đúng như Austin đã nói, hắn đầy sơ hở luôn. Cảm giác như nếu tấn công có thể giết hắn ngay lập tức. Từ đầu đến giờ Randolph ngáp liên tục, xem ra là hắn đang rất nhàm chán, chắc thèm đánh nhau lắm rồi. Ok thôi, dù sao nếu phải chiến thì Rudy cũng không ngán. Tập luyện bao lâu chỉ dành cho mấy dịp như thế này mà. Tuy nhiên, hừ, ta chỉ đùa thôi, chớ coi là thật. Pat rũ vai xuống mà nói như vậy. Hắn rút lại lời của mình cũng quá là dễ dàng. Ta cũng từng nghe qua cái tên Rudeus Gerard rồi, hồi hắn ở vương quốc Asura. Hắn đã đánh bại thủy thần Radar và ba kim sĩ của phái Bắc Thân. Tuy rằng hắn được Giáp Long Vương Prechert đến viện trợ, Randolph đây cũng là một tài sản quý giá mà ta được Vương Long bệ hạ giao phó. Tuy là ta không nghĩ hắn sẽ thua, nhưng nếu để hắn bị trọng thương thì ta sẽ không có mặt mũi nào đi gặp bệ hạ đâu. Pat nhún vai, sau đó trừng mắt nhìn Janoma một lần nữa. Thế vậy mà, Hoàng huynh à, ngươi trông có vẻ rất cảnh giác. Đó là bởi vì giữa tôi và bệ hạ từng có xích mích. Quả thật là như vậy, nhưng ta không có ý định chiến đấu với Hoàng huynh đâu. Hắn cười đắc ý nhìn Janoba đang cúi đầu, đó là nụ cười của kẻ tin chắc mình sẽ chiến thắng. Kiểu như nếu có khiêu chiến thì ta vẫn sẽ thắng, và rồi ta lại bỏ qua cho ngươi. Sau đó thì Pat bất ngờ cảm ơn Janoba vì nhờ cậu ta mà hắn được đưa đi du học, từ đó thay đổi bản thân mình. Nghe thôi là biết chuẩn bị có mùi hồi tưởng quá khứ rồi. Rudy không quan tâm nhưng vẫn phải cố gắng hóng hớt, vì biết đâu được lời kể của Pat có Hitogami thì sao. Theo đó lúc mới qua vương quốc Vương Long, Pat đã uất ức đến phát khóc, ngày qua ngày liên tục nguyên rủa Janoba và Rudy. Bơ vơ nơi đất khách, hắn trở nên cô độc rồi bất ngờ phải lòng một thiếu nữ. Người đó lúc nào cũng cô độc một mình trong khu vườn, chẳng nói chuyện với ai, cũng chẳng làm việc gì cả. Pat có lại gần hỏi han nhưng cô nàng không đáp lại. Rồi ngày nào hắn cũng đến khu vườn đó, dần dần cô gái có trả lời vài câu hỏi của hắn. Ừ thì kiểu như là yes no vậy thôi. Vì không biết nhiều sự tình bên ngoài nên cô gái trở nên thích thú khi nghe Pat chém gió. Ngược lại Pat cũng thấy hạnh phúc. Đến một ngày người ta lan truyền nhau rằng phế vật của Siron đang tiếp cận phế vật của Vương Long. Một cặp trời sinh, sau đó thì sẽ có gia đình phế vật ra đời và khiến vương cung trở nên ô uế. Pat tức giận tột độ muốn chặt đầu kẻ tung tin đồn, nhưng hắn bất lực vì chẳng có chút quyền lực nào. Thế là ngày ngày Pat núp trong chăn khóc ướt gối, và rồi hắn quay trở lại lợi hại hơn xưa. Pat thay đổi lối sống của mình, giản dị và cần cù hơn. Hắn muốn chứng tỏ mình không phải là phế vật. Đó là một quá trình nỗ lực không ngừng nghỉ. Hắn học thêm ma thuật và tích cực tiếp thu kiến thức. Sau đó Pat đạt thành tích tốt trong một kỳ thi và thu hút sự chú ý của vương quốc Vương Long. Quốc vương đã nói kiểu như, dù đang là con tin phải sống ở đất nước khác, hắn vẫn không từ bỏ tương lai, thật khiến ta cảm thấy ngỡ ngàng. Sau đó thì ông ta chịu gọi Pat lên để trao thưởng, không quên gạ gẫm nếu muốn thì sẽ tạo điều kiện để cậu ta cống hiến cho vương quốc Vương Long. Trước tất cả những đề xuất rộng lượng, Pat thản nhiên nói rằng, xin ngài hãy trao cho tôi vị công chúa thứ 18, cô ấy là Benedict King Dragon, một công chúa bị vứt bỏ, không có quyền thừa kế ngai vàng và không được xem là hoàng tộc. Mẹ của cô ấy thuộc ma tộc, từng được quốc vương sủng ái trong lúc bốc đông. Không tin nổi đã tới 17 công chúa rồi mà vẫn còn bốc đông. Cuối cùng quốc vương đồng ý, với điều kiện Pat phải có địa vị tương xứng với Benedict. Ông ấy muốn trả Pat về Siron để khôi phục thân phận hoàng tử, sau đó thì cưới Benedict. Đổi lại, phía Siron sẽ đưa một hoàng tử khác thay thế cho Pat làm con tin. Thế nhưng đề xuất này đã bị Siron từ chối khéo. Vì Pat từng gây ra nhiều rắc rối nên ngay từ đầu, họ đã có ý định để hắn ta ở lại Vương Long đến lúc chết luôn. Giờ đưa hắn về và thế chân bằng một hoàng tử khác sao? Không đáng chút nào, hoàng tử đâu phải ở ngoài chợ có bán, muốn là được. Để rồi điều đó khiến quốc vương Vương Long nổi giận. Vốn dĩ Siron chỉ là một nước chư hầu, dám từ chối lời đề nghị như vậy thật là muốn đấm cho mấy chục phát. Thế rồi quốc vương phái kỵ sĩ mạnh nhất Randolph cùng binh đoàn Hắc Long kỵ sĩ sang Siron phát động đảo chính. Toàn bộ hoàng tộc Siron đều bị giết sạch. Pat chiếm trệ ngồi trên ngai vàng nhuốm máu. Người con gái xinh đẹp ngồi bên cạnh hắn lúc này chính là công chúa thứ 18 đó. Cứ như vậy ta đã có được tất cả, địa vị, danh vọng, người mà ta yêu và cả quân cờ mạnh nhất nữa. Nói vậy xong, Pat liền ôm lấy bờ vai của Benedict. Tên tử thần thì nhún vai. Rudy thấy mệt, cậu nghe một chàng chuyện nãy giờ mà chẳng thấy tử Hitogami ở đâu cả. Cái khúc Pat thay đổi hoàn toàn bản thân có chút kỳ lạ. Chưa kể quốc vương Vương Long cũng thế. Tự nhiên vì một lý do không đâu vào đâu, xong cắt đứt quan hệ ngoại giao rồi đảo chính. Việc này có mùi khắm của Hitogami. Thì ra là thế, quả thật tôi rất kính phục ngay. Janoba như thể đã bị lôi cuốn bởi câu chuyện vừa rồi và đang cúi đầu thật sâu. Thế nhưng, nếu ngài đã có trong tay quân cờ mạnh nhất rồi, thì sao lại gọi tôi về? Đúng vậy, nếu thực lực hùng hậu thì tự xử đi, người ta đang ở Saria chơi với hình nhân vui vẻ cơ mà. Rồi Pasky cười, hắn giải thích dù sao Randolph cũng là món hàng được cho mượn nên không thể quá lạm dụng. Làm vậy sẽ khiến quốc vương Vương Long thất vọng. Ừ thì nó giống như nhân viên Rudy, đôi khi cũng muốn tỏ ra hữu dụng với sếp Austin. Thế nên là Hoàng Huynh, à không, Janoba, vì lực lượng quốc phòng đang ở mức thấp, phương Bắc sẽ nhân cơ hội này xâm lược. Chúng ta cần đến những người lính như Janoba, hãy bỏ qua quá khứ và giúp ta một tay. Nói vậy xong, Pas cúi đầu xuống một chút. Đó là cách bày tỏ lòng thành,
Xem ra hắn là người biết thu lại sự kiêu ngạo của mình để lo cho đất nước. Chernobyl không do dự gật đầu. Pass cảm thấy kỳ lạ. Hắn thắc mắc chẳng lẽ Chernobyl thực sự không muốn trả thù. Hoàng huynh à, ngươi biết rõ ta là một kẻ xoán ngôi. Chuyện như thế, ngươi không có điều gì muốn nói sao? Liệu trong tương lai Chernobyl có phản bội không? Pass đang muốn xác nhận điều đó. Chernobyl im lặng suy tư một lúc. Câu trả lời của cô ấy đang là mấu chốt trong lần trở về này. Đầu của Rudy liên tục nhảy số. Cậu đã tính tới nước phá tường trốn thoát rồi. Không cần phải đắn đo, cứ nói thẳng ra. Pass cũng đang rất mong chờ được nghe câu trả lời. Cho dù quốc vương hay chính trị hiện tại của đất nước có thay đổi thế nào đi chăng nữa, thì cái việc tôi sống để bảo vệ đất nước Chiron sẽ không bao giờ thay đổi. Ngay lập tức cả căn phòng chìm trong im lặng. Đây là một lời khẳng định, Chernobyl sẽ không bao giờ phản bội. Pass để lộ vẻ bất mãn, kiểu hắn không tin tưởng lắm, nhưng đến cùng thì cũng mặc kệ. Dù sao trước mắt cứ bảo vệ đất nước cái đã. Sau đó Chernobyl được lệnh đi bảo vệ pháo đài Charon, cuộc ý kiến cũng kết thúc. Hai người được bố trí một căn phòng trong vương cung. Có vẻ phòng cũ của Chernobyl không còn nữa. Bên ngoài phòng có một người đàn ông tự xưng là hộ vệ đang đứng đó. Chắc nhiệm vụ của hắn là giám sát Chernobyl và Rudy. Ngày mai hai người sẽ đến pháo đài Charon ở phía bắc, lúc đó sẽ gặp Rosie rồi cùng nhau lên đường. Pass không ngờ nó đã trở thành một vị vua giỏi. Chernobyl nói vậy khi ngồi lên ghế sofa, vẫn cái giọng đều đều nhưng có vẻ hơi vui. Để bảo vệ vương quốc Chiron, nó đã cúi đầu trước kẻ từng căm hận sâu đậm. Ngoài giỏi ra thì còn có thể là gì khác nữa? Ừ nhỉ, giờ Rudy mới để ý. Đúng là Pass giỏi thật, mà cũng có phải cúi đầu gì đâu, thấy hắn nhúc nhích cái cổ có một tí xíu à. Theo quan điểm của Chernobyl, Pass quả thực hơi thô lỗ, nhưng hắn đang nỗ lực hết mình. Dù sao thì ta không nên bám quá nhiều vào quá khứ để đánh giá một con người hiện tại. Ai cũng từng có sai lầm mà. Rudy cũng chỉ ậm ừ đồng ý, nhưng vấn đề của chuyện này không phải là Pass. Có thể nào hắn đang bị tên tà thần thao túng đằng sau cũng không chừng ấy. Hứ, là cái tên tà thần mà sư phụ đang phải chiến đấu sao? Rudy chỉ nói đùa, nhưng Chernobyl lập tức phản hồi. Trước kia khi ba anh em nhậu với nhau, Rudy từng nói về Hitogami. Lúc đó Chernobyl không tin lắm. Thế nhưng sau khi thấy ma đạo cụ của Cliff Donald có thể giảm bớt nguyên chú của Astrid, tôi hiểu ngay là sư phụ và Astrid đang có quan hệ với tên tà thần kia. Ồ, đầu óc của Chernobyl cũng không phải dạng vừa. Ở một khía cạnh nào đó có thể nói cậu ta cũng đang làm việc vì lợi ích của Astrid. Nghĩ vậy Rudy quyết định kể cho Chernobyl nghe về Hitogami. Xong xuôi thì cậu đưa ra kết luận có khả năng Pass đang bị Hitogami thao túng. Bên cạnh đó tử thần cũng đáng nghi, nhất là cái tên quốc vương Vương Long kia, hắn cực kỳ đáng nghi luôn. Nói như vậy, có thể Pass cũng đang bị Hitogami lừa gạt và ép phải chiến đấu với sư phụ. Chernobyl đặt tay lên cằm với tư thế trầm ngâm. Sau cùng, cậu ta quyết định sẽ bảo vệ Pass khỏi bàn tay của Hitogami. Thật khó thể tin được là Pass lại đi nhờ vả tôi, hình như đây là lần đầu đó. Rudy tính nói là Pass giống như đang lợi dụng thì đúng hơn, nhưng nó không quan trọng bởi vì Chernobyl muốn giúp mà. Dù Pass có động cơ thế nào đi nữa thì Chernobyl vẫn tình nguyện chiến đấu thôi. Có lẽ việc bảo vệ đất nước và mục tiêu muốn bảo vệ Pass liên quan đến nhau nên Chernobyl mới quyết định như vậy. Xem ra việc ở Chiron khó nhai đây. Ít kiến xong rồi mà vẫn chưa tìm được manh mối nào của Hitogami. Thôi để ngày mai đến pháo đài xem sao. Nghĩ vậy Rudy chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Rudy để Chernobyl chuẩn bị cho chuyến hành trình, còn mình về nhà trọ gặp Rosie. Cô ấy đang chờ ở phòng với trang bị đến tận răng, trông có vẻ mệt mỏi và lo lắng. Thấy Rudy, Rosie liền chạy tới hỏi han. Sau khi nghe lại toàn bộ buổi ý kiến, cô ấy trầm ngâm và suy nghĩ. Chỉ dựa vào từng này, em chưa thể suy đoán được gì. Đúng vậy, thông tin quá ít, chắc chỉ có Conan mới tìm ra hung thủ với từng đó manh mối. Cơ mà nhìn kỹ thì Rudy mới thấy mắt của Rosie có quầng thâm đen, hành động cũng hơi chậm chạp. Cho suốt chuyến hành trình đến Chiron, cả nhóm đã phải cảnh giác cao độ. Thế nên Rosie bị mất ngủ mà trở nên mệt mỏi. Cô ấy lim dim mắt mà nói rằng sáng nay Kinger đi thám thính về báo cáo tại pháo đài Charon chỉ tập hợp vỏn vẹn 500 binh sĩ. Rudy không hiểu lắm, 500 là ít hay nhiều nhỉ? Dựa vào việc Rosie nói chỉ vỏn vẹn thì chắc là ít rồi. Số lượng quân địch hiện tại ước tính khoảng 5.000 tên. Cộng đồng mạng gấp 10 lần chứ nhiều đâu, chơi vậy ai chơi nữa? Pass, hắn đã giấu kín điều đó. Em có nghe được từ Kinger-san rằng Hoàng tử Pass duy trì binh lực tại pháo đài Charon ở mức hạn chế. Trong khi đó thì tập hợp lính đánh thuê ở phía sau, chuẩn bị tiến hành chặn đánh, anh đã từng nghe qua chiến lược này chưa? Chưa, mới sáng sớm mà nhiều tin xấu dữ vậy, chẳng lẽ Pass định vứt bỏ Charon? Bên ngoài thì hắn chào đón Chernobyl, nhưng sau đó thì lại quẳng cho cậu ta một cục xương khó nhai. Trong khi Chernobyl liều mạng cản địch, Pass ở phía sau lưng âm thầm chuẩn bị lực lượng, hắn muốn diệt trừ Chernobyl đến vậy sao? Mặt khác, có thể đó sẽ là một cái bẫy để đối phó với Rudy. Sao em lại nghĩ vậy? Tuy đây là lần đầu tiên em tham gia chiến tranh, thế nhưng trong tài liệu lịch sử có ghi rằng xưa kia từng có một ma thuật sư cấp thánh một mình chống chọi 1.000 tên lính. Tức là từ đầu Pass đã đoán ra Rudy sẽ đến Chiron. Vì cậu là một ma thuật sư cấp đế nên đã tạo ra thế trận Charon để đưa Rudy và Chernobyl đến đó khô máu. Nếu cấp thánh chống chọi được 1.000 tên lính thì cấp đế như Rudy sẽ là mấy nghìn tên. Chưa kể, em là ma thuật sư cấp vương, nếu hai chúng ta cùng đến pháo đài thì có thể sẽ cầm chân được lâu đấy.
Đúng nhỉ, với từng này nhân tài thì tiêu diệt 5.000 quân địch cũng là điều có thể. Nhưng quân địch không ngu ngốc, chúng cũng biết thu thập tình báo, cũng biết xài chiến thuật này nọ. Ai rồi cũng kiệt ma lực, thế nên chúng có thể lợi dụng điểm này để đánh bại nhóm Rudy. Trong lúc chúng ta kiệt sức, có khả năng tử thần sẽ được phái tới. Chẳng phải đây giống như một cạm bẫy hay sao? Nói rồi Rosie dùng chiếc thìa để chỉ giống như cô giáo đang giảng bài. Anh từng nói có 3 tên tông đồ. Tên quốc vương đẻ mười mấy đứa con kia chắc hẳn là một tông đồ. Đồng thời chúng ta cũng chưa biết khi nào nước địch xâm lược đúng không? Nếu là Rudy thì anh sẽ bố trí tông đồ của mình ở đâu? Giờ Rudy mới hiểu phần nào đó cạm bẫy mà Austin nhắc đến. Rosie quả là thông thái. Theo đó Hitogami đang chơi chiến thuật kẹp bánh mì. Một bên hắn chi phối nước láng giềng tấn công pháo đài Caron. Một bên hắn chi phối tên quốc vương Vương Long. Biết Rudy chắc chắn sẽ đến Siron để giúp Chanoba, nên hắn để tên quốc vương lệnh cho Pass điều Chanoba và Rudy đến pháo đài Caron. Sau đó yêu cầu tên tướng quân láng giềng dùng 5.000 binh lính vắt kịt ma lực của Rudy. Cuối cùng thì tên quốc vương sẽ cử tử thần đến giết cậu. Quả là cao siêu, dù chỉ là dự đoán thôi nhưng rất hữu ích. Vậy tên thông đồ thứ ba đang ở đâu? Hitogami thường để một người ở bên cạnh quan sát Rudy. Lẽ nào Chanoba? Không đúng, cậu ta luôn xem Hitogami là tà thần mà. Kinger hay là tử thần? Thậm chí có thể là cái cô gái ở bên cạnh Pass. Tất cả đều đáng nghi. Cũng có thể tên tông đồ thứ ba đang được dùng để chuẩn bị cho nước đi tiếp theo của Hitogami ở một nơi nào đó. Thôi kệ mợ nó đi, nghĩ nhiều đau đâu. Quan trọng hơn, quả nhiên Rosie đúng là rất đáng tin cậy. Giả sử như pháo đài Caron sẽ là nơi xảy ra cuộc chiến khốc liệt, thì chúng ta nên làm gì đây? Theo lẽ thường thì phải tránh cái bẫy đó, nhưng Chanoba hiện đang rất muốn đến Caron. Thậm chí cậu ta sẵn sàng đi một mình luôn ấy chứ. Đến đây thì Rudy cay đắng nói rằng, hãy cùng đến pháo đài Caron trợ giúp Chanoba. Rosie cũng cay đắng gật đầu. Tóm lại, biết là có bẫy nhưng vẫn phải đi. Ngay sau đó Rudy lập tức lấy ma đạo khải dạng 1. Từ giờ sắp tới, gặp thằng nào cậu sẽ cho thằng đó ăn hành. Khi hai người thảo luận xong thì xe ngựa của Chanoba cũng tới. Hành trình đến Caron bắt đầu. Và video hôm nay cũng xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn em đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.